Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái máy xịt thuốc của mình, xịt thuốc cho lúa nha các bạn, mà mình sử dụng mấy năm nay rồi. Đây là cái máy xịt thuốc, gồm có cái gì? Gồm có cái đầu máy Honda và cái nén. Đầu máy Honda này nó sẽ kéo cái nén này, và đây là cái bồn để mình pha thuốc, mình đổ nước và pha thuốc đổ vào đây nha các bạn. Cái bồn này khoảng 300 lít nha các bạn. Cái bồn này mình xịt khoảng 7 công, công khoảng 40 lít. Đây mình pha thuốc, mình pha thuốc mình đổ vào bồn này và mình giật máy nổ. Đây là dây, dây mình để nó ra thuốc. Còn đây là cần phun. Cần phun này dài 5 mét nha các bạn. Dùng 8 mét. Giờ này mình ra xịt thuốc chắc cũng khoảng 2 giờ chiều rồi các bạn ơi. Giờ này lúa nó cũng đã ngậm miệng rồi. Lúa nó ngậm miệng rồi nè. Nó ngậm miệng đang ngưng quá trình thụ phấn nha các bạn. Nếu mà mình xịt ngay giờ khoảng 9 giờ tới 12 giờ là lúa nó hạ miệng ra, mình không có xịt được. Nó hạ miệng ra nghĩa là cái hột lúa này nè, nó hạ tét rồi luôn nha các bạn. Nếu mà mình xịt thuốc ngay cái giờ đó là nó làm hư cái hột lúa này, nó không vô gạo được nha các bạn. Lúa hiện giờ đang trong giai đoạn chỗ đều này, giống lúa OM18 nha các bạn, giống lúa mới. Mình làm thử chỉ mấy công thôi. Rồi máy này vận hành là chỉ có 2 người thôi nha các bạn, chỉ cần 2 người là đủ rồi. 2 người, một người kéo dây và cầm cần quơ, và một người ở bên đây thì mình vừa thả dây và phân dây nha các bạn. Chỉ cần 2 người thôi. Và máy này nếu mà xịt đó thì nó khoảng 2 người xịt khoảng một ngày khoảng 50 công đất. Thì do dùng đất mình ở đây là dùng đất chủng, đất lúng dữ lắm nha các bạn ơi. Ở đây mình không có xài máy móc gì được chạy trên cái đồng ruộng này được hết trơn á. Đây đất lúng dữ lắm, không có máy móc nào mà chạy lên nổi hết trơn á. Ra mình hiện nay mình xài cái bồn thuốc, cái máy xịt thuốc này là tối ưu rồi đó, không có cái gì thay thế được. Hơn nếu mà chỉ có nếu mà máy bay là nhẹ nhất thôi, nếu có xài xài máy bay là nhẹ nhất thôi, nhưng mà giờ mình không có khả năng xài tới cái máy bay đâu nha các bạn. Chỉ có cầm cần quơ là nhẹ thôi, nhẹ hơn là mình quẩy cái bình mà 25 lít trên lưng các bạn. Mình ở đây nếu mà xài máy bay thì xịt thuốc thì đây chưa có điều kiện đâu. Ở vùng đất này đây nó lúng lắm, không có xài máy móc gì mà chạy lên để mà chế được cái gì hết trơn. Bồn này 300 lít thuốc mình đổ vào đây, nước mình châm vào đây, mình xịt cho khoảng 7 công đến 8 công.